Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Mao An. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hạ cấp phiên bản Mac OS 12 Monterey xuống những phiên bản Mac OS thấp hơn và giúp các bạn kiểm tra được xem là những chiếc MacBook của bạn sử dụng có thể hoạt động tốt trên những phiên bản Mac OS nào. Và trong video này thì mình sẽ sử dụng cách đó là sử dụng một chiếc USB có sẵn file cài Mac OS. Và nếu các bạn chưa có thể tạo cho mình được một chiếc USB mà có sẵn file cài thì mình sẽ để link ở phía góc trên này của video để các bạn có thể xem và tự tạo cho mình được một chiếc USB có sẵn file cài của Mac OS nhé. Và theo mình thấy thì đây là một cách phổ biến, thông dụng và đơn giản nhất và được áp dụng trên đa số những chiếc máy MacBook của chúng ta. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu video rồi thôi. Intro. Mac One số 1 về Mac. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hạ cấp phiên bản Mac OS Monterey xuống những phiên bản thấp hơn. Thì mình đang có đây là một chiếc MacBook M1 và đang chạy phiên bản Mac OS Monterey 12.0.1. Bây giờ mình sẽ hạ cấp nó xuống Big Sur, bởi vì những chiếc M1 thì phiên bản Mac OS thấp nhất có thể chạy được chỉ có thể là Big Sur mà thôi. Nếu mà các bạn đang sử dụng những chiếc máy đời cũ hơn mà đang chạy Monterey, các bạn có thể sử dụng Intel ấy, thì các bạn có thể hạ cấp xuống được lên đến Catalina hoặc là thấp hơn theo như cái cách đầu tiên là mình hướng dẫn các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành hạ cấp. Thì việc đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là một chiếc USB rời đã tạo sẵn file cài của phiên bản Mac OS thấp hơn rồi. Thì nếu các bạn chưa có thì hãy click vào link mình để trên góc này. Video đó sẽ hướng dẫn các bạn tạo một bộ file cài đối với USB rời. Thì ở đây mình đã có sẵn là một chiếc USB rời để cài Mac OS Big Sur. Thì việc tiếp theo các bạn cần đó là backup lại chiếc máy của bạn Time Machine. Mình cũng đã có một video để hướng dẫn backup lại chiếc máy của bạn, bởi vì cách này sẽ làm cho máy của bạn mất hết dữ liệu, tất cả dữ liệu của chúng ta sẽ bị xóa sạch, nên các bạn cần phải backup lại. Bước đầu tiên các bạn cần làm đó là tắt máy đi. Chúng ta sẽ cần shutdown máy. Sau khi máy đã tắt thì các bạn bấm giữ đè vào nút nguồn khoảng tầm 10 giây để chúng ta vào phần Recovery Mode. Máy sẽ hiện lên là Continue Holding for Startup Option. Và đến khi mà hiện lên Loading Startup Option thì chúng ta bỏ tay ra. Ở đây chúng ta sẽ có 3 lựa chọn là Install Mac OS Big Sur. Cái này, phần hiển thị boot này là cái phần USB các bạn gắn ở ngoài. Macintosh HD là cái file, là cái hệ, là cái nơi lưu trữ hệ điều hành các bạn đang sử dụng, đó là Mac OS Monterey. Và chúng ta hãy vào phần Option. Ở phần này thì các bạn ấn vào Mac OS Recovery như bình thường. Đăng nhập mật khẩu vào. Đến phần này thì các bạn hãy làm giúp mình là vào Utility và chọn Terminal. Chúng ta sẽ gõ câu lệnh Reset. Ấn Enter thì hiện ra một bảng Reset Password này, thì ở phần này các bạn sẽ không cần làm gì. Chúng ta ấn vào phần Recovery Assistant ở trên góc trên này. Và chúng ta ấn Erase Mac. Các bạn hãy ấn vào phần chữ Erase Mac của chữ 3 chấm ở đây và các bạn ấn Erase Mac. Ok, sau khi các bạn Erase My Mac xong thì chúng ta sẽ ra màn hình Setup như thế này. Thì các bạn ấn tiếp. Ở phần này thì các bạn cứ tắt máy đi. Và chúng ta sẽ lại vào lại Recovery Mode một lần nữa. Vào lại bằng cách các bạn lại ấn giữ nút nguồn của máy trong khoảng tầm 5 đến 10 giây. Bây giờ chúng ta vào phần Install Mac OS Big Sur ở đây. Bạn ấn Continue. Các bạn ấn Tiếp tục. Mình phải đổi ngôn ngữ đó, mình nhầm ngôn ngữ tiếng Trung rồi. Ok. Ở phần này thì các bạn hãy nhập iCloud của các bạn vào để chúng ta có thể active chiếc Mac. Sau khi các bạn nhập mật khẩu iCloud của các bạn vào thì chiếc máy của chúng ta sẽ ghi là cho Mac Active. Chúng ta Exit to Recovery Mode. Ok, khi màn hình đã hiện lên Mac OS Big Sur thì các bạn ấn hình trái táo của chúng ta. Chúng ta sẽ ấn vào phần Install Mac OS Big Sur và chúng ta Quit Installation. Thì mục đích của việc này là vào Recovery của Big Sur chứ không phải vào Recovery của Monterey nữa. Ok, khi chúng ta đã thoát ra rồi thì các bạn chọn phần This Utility ở đây, chúng ta Continue. Ở đây thì chúng ta sẽ có một list cái danh sách, thì các bạn lưu ý chúng ta hãy chọn Macintosh HD là ở cái phần đầu tiên. Chúng ta không đụng tới Mac OS Base System. Ở phần này thì chúng ta sẽ erase cái phần phân vùng này đi.
Ok, sau khi các bạn đã erase xong thì chúng ta thoát khỏi disk Unity. Chúng ta vào chọn phần install macOS Pixel ở đây, chúng ta ấn continue. Chúng ta ấn continue. Các bạn ấn agree. Và chúng ta lựa chọn là ổ Macintosh HD ở đây và các bạn continue. Công việc của chúng ta chỉ còn phải đợi chiếc máy của chúng ta update xong thôi. Ok, và như vậy thì chúng ta đang có chiếc MacBook M1 của mình đã hạ cấp thành công xuống phiên bản Big Sur 11.5.2 rồi. Và mong rằng video này có thể giúp các bạn có thể hạ cấp những phiên bản macOS Monterey 12, đôi khi là những phiên bản ra sau này về những phiên bản macOS thấp hơn để sẽ phù hợp với chiếc máy của các bạn hơn. Và nếu các bạn thấy video này hay thì like, share, ủng hộ kênh YouTube của MacOn. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất mà sắp tới chúng mình sẽ ra nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại thôi.